Bài thánh thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Đức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô định, là chủng tử mọi tạo vật, vì trong người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành. Mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các bệ thần hay quả thần, dù là chủ thần hay quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ người và trong người, và người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong người. Người là đầu thân thể, tức là người thánh, là nguyên vị và là chủ tử giữa kẻ chết, để người làm bá chủ mọi loài. Vì chân Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ người và vì người. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa, con xin người cùng lòng Chúa.
của Chúa cho anh chị em chúng ta cùng chẳng vào Yến Sơn, cùng tất cả anh chị em đất đai, những người đang sống làm bà làm mẹ. Hôm nay những người đang sống làm bà làm mẹ chúng ta đã chọn là các bà mẹ công giáo. Công giáo có ý nghĩa gì đối với chúng ta trong giây phút này? Một vị thánh, chúng ta được biết thánh Y-lê Lê Thị Thanh là một thánh nữ trong 118 vị thánh. Thánh này sinh ra trong một gia đình công giáo, yêu mến Chúa, đặt Chúa trong cuộc đời khi tuổi còn trẻ, và luôn đi thánh nữ luôn đi lễ cầu nguyện với Chúa khi lập gia đình, sống cuộc đời đức hạnh, là một người vợ, một người mẹ, năm người con. Và đặc biệt bởi vì yêu Chúa đặt hết tâm lòng của mình, tâm lòng của bà đối với giáo hội là một trái tim bà yêu mến các linh mục, các thầy, các tứ tu. Và trong thời kỳ cấm đạo, chính thánh nữ này đã giấu giếm các cha, các thầy, các sơ, và cuối cùng chính thánh nữ cũng đã bị bắt bởi vì đã đồng lõa đối với nhà vua lúc đó, đồng lõa đạo Kitô hết tâm nên đã che giấu, và thánh nữ đã phải vào tù, và sau đó tuổi 61 thánh nữ đã chết. Và chính thánh nữ đã được phong chân phước do Đức Thánh Cha Yêu thứ 10, và năm 1988 đó là thánh Gioan Paulo II đã phong cho thánh nữ đây là một vị thánh trong 118 vị thánh, trong đó chỉ có một thánh nữ. Đây là một tấm gương mà tất cả những người làm mẹ, những người làm bà hãy học từ đức tin đó. Thứ nhất, chúng ta thấy trong bài đọc hôm nay, chính ông Mô-xê đã nói với dân của ông, của Thiên Chúa rằng các ngươi không cần lên trời để lấy lời của Chúa mang cho các ngươi. Các ngươi không phải qua biển khơi để lấy lời Chúa mang về cho các ngươi, mà chính Đức Chúa Trời đã ban lời của từ trời mang đến qua hai viên đá mà chúng ta hay tải đá. Đó là hai viên đá và 10 giới căn đó. 10 giới căn này chính ông Mô-xê đã truyền cho dân của Ngài rằng chỉ có Thiên Chúa duy nhất là Thiên Chúa dựng nên trời và đất, dựng nên con người. Và những ai yêu mến Thiên Chúa thì đặt Chúa trong cuộc đời. Những ai yêu mến Ngài, không những Thiên Chúa yêu mến những người ấy, và những người ấy đã được Thiên Chúa thánh hiến ngay ở đời này cũng như ở đời sau. Và nhất là anh chị em chúng ta đây là những người công giáo, hay chúng ta còn gọi là người Kitô giáo. Anh chị em, ngày chúng ta, ngày ông bà anh chị em chúng ta đây, khi con cũng vậy, được chào đời chúng ta được làm con Chúa qua bí tích rửa tội. Phúc thay cho chúng ta được lòng mẹ, được chào đời cùng với 7 tỷ người đang sống trên mặt đất này. Và đại phúc thay cho anh chị em chúng ta được mang tên người công giáo, hay chúng ta gọi là người Kitô giáo. Người Kitô giáo này chỉ phép rửa tội, chúng ta được mang một vị thánh. Như con đây được mang thánh Dominico là một vị thánh yêu mến chàng chuối mân côi, yêu mến mẹ Maria, cũng như các bà mẹ công giáo đây chọn thánh Y-lê Lê Thị Thanh là một mà, là một tấm gương dành cho chúng ta biết rằng chúng ta không phải là con cái của bóng tối, và chúng ta thuộc về con cái ánh sáng, và được mang Chúa Kitô, là người đã được mặc với Chúa Kitô, đang sống cho Chúa Kitô và làm chứng cho Chúa Kitô. Muốn được về thiên đàng phải sống thánh thiện, anh chị em. Luật của Đức Chúa Trời là luật cho chúng ta được về trời. Ai đặt Chúa Trời trong cuộc đời mình, giữ các dân của Ngài thì được ở với Ngài. Chúng ta đang sống trong đất nước Hoa Kỳ, chúng ta có nhiều người anh chị em chúng ta đang bị và là confused, đang bị khổ nghi, bởi vì chúng ta trong sống trong một vùng đất tự do, vùng đất mà cho chúng ta được hưởng cái tự do đó. Mà tự do, chỉ tự do trong Chúa mới là tự do tồn tại. Còn tự do mà chúng ta đi theo một phe hay một đảng nào đó, hay một người nào đó chỉ dẫn cho chúng ta cứ tưởng tượng một tổng thống hay một người giỏi nào đó cũng không thể nào cho chúng ta về thiên đàng. Và chính người đó cũng vậy, họ cũng sống có thời có hạn, 100 năm rồi cũng hết. Nên Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Ngài dạy cho chúng ta một điều mà bài kinh thánh hôm nay trong 4 cuốn kinh
thánh, chỉ có thánh Luca dạy cho chúng ta một bài học, đó là một người công chính. Ông là một người định luật, ông giữ luật của Thiên Chúa, yêu Chúa hết tâm hồn của ông, yêu hết trái tim khả năng ông và yêu người đồng loại. Nhưng rồi ông lại hỏi Chúa Giêsu một cách thử thách: ai là người đồng loại của con? Anh chị em đã được con em đã tin mừng rồi, con chỉ hai tay cho anh chị em chúng ta biết đó, trong ba người như y tế, phó y tế đều biết luật, nhưng thiếu một luật yêu thương và thiếu một luật lòng thương xót đối với anh em. Ông nước Samaritan này, ông không phải là người cho thay, nhưng ông thấy một nạn nhân. Trước tiên ông có một trái tim và nhân đến khi gặp một người anh em đau khổ. Ông không nhìn thân giới người Samaritan hay người do thái. Ông đến bởi vì trái tim ông là một trái tim thương xót. Ông thương xót đồng loại. Ông đã làm gì? Đã nghe ông nghi ngờ ông chạy qua, nhưng không, ông đã được. Ông đã băng bó. Chúng ta thấy trong câu chuyện hôm nay nói đến được lòng thương xót của ông, bởi vì ông có lẽ cũng đã biết được Chúa đã dùng ông và ông đã sống bởi vì đã tin vào lời của Chúa. Đức Samaritan này không những sống mà ông đã làm chứng điều đó. Ông không những yêu thương người đồng loại mà ông còn lo lắng. Anh chị em chúng ta thấy ông chung thủy đến nỗi bỏ những đồng tiền trong túi mình ra để kiếm người nâng đỡ kẻ nạn nhân bị ăn cướp. Rồi ông còn nói: khi tôi trở về, tôi sẽ đền những gì mà ông đã làm cho người anh em này. Vậy anh chị em chúng ta đây là người Công giáo, chúng ta thật sự có mặt Chúa Giêsu trong cuộc đời của chính mình không? Chúng ta có dùng lời nói, một lời nói mà làm cho gia đình hạnh phúc, hay một lời nói làm cho gia đình tan nát? Chúng ta có dùng đôi mắt của Thiên Chúa nhìn nhau với đôi mắt cảm thương, hay một trái tim tình yêu, một trái tim nhạy bén như người Samaritan không? Yêu thương những người chung quanh chúng ta. Chúng ta thờ Chúa, anh chị em, Chúa thì ở trên cao. Chúng ta đã nghe lời hành sống của Ngài, Ngài đã đến như Thánh Phaolô cho chúng ta thấy. Một Thiên Chúa đã bỏ tất cả để đến ở với con người. Một Thiên Chúa là người và một Thiên Chúa đã đền tội cho loài người. Một loài người đã không vâng lời Chúa, một loài người đã mang sự chết đến cho loài người, và Chúa lại đến cứu vớt. Chúng ta cũng được mời gọi là người Kitô. Chúng ta đang sống không phải sống đạo chỉ trong nhà thờ, không phải sống đạo chỉ đến để nghe lời Chúa, Đức Chúa rồi để Chúa trong nhà thờ, mà sống đạo là phải làm chứng cho Chúa. Con kể lại một câu chuyện xảy đến 20 năm trước. Lúc đó con còn đang ở trong nhà dòng Đô Bốt Cô trong 2 năm. Sau khi ở dòng Vui Lời 2 năm, con chuyển qua dòng Đô Bốt Cô để đi tìm hiểu dòng Đô Bốt Cô. Thì mùa hè, cha để chi cho các thầy đi giúp cho các em trong gọi là summer school, tức là faith formation như sư cha đang làm đây. Thì lúc đó cứ vào thứ tư thì có khoảng cỡ 10 xe bus chở các em đi ra ở Zurich cho các em đi tắm biển trong 2 tiếng. Lúc đó có tất cả 10 thầy, 10 là thầy thầy đi coi các em. Và đặc biệt chúng con đã nhìn thấy, chứng kiến được một ông cụ, không phải ông cụ, cũng khoảng độ 60 tuổi. Ông đeo trên mình một cái bát, một cái bì và cầm cái tay một cái bì đi lượm từng cái vỏ sò. Vỏ sò về thì không để, ông lượm, ông bỏ vào trong bọc, ông bỏ vào trên lưng, đi hết một bờ biển khá dài, đi bao nhiêu cây số đó. Ông đi qua đi lại, đi lượm hết ngày này qua ngày kia. Thế rồi các thầy đã thấy ông làm trong nhiều ngày. Có một thầy đến hỏi: thưa ông làm này, ông lắp mấy cái shelf này, ông đang để bán hay để làm gì vậy? Ông trả lời một cách rất chân thành: tôi lượm những cái vỏ sò này để cho những người ra biển đi tắm biển không đảm bảo, không tiết chân, không đau và không tổn thương đến họ. Và ông đã nói: tôi là người Công giáo, tôi biết Chúa dạy tôi yêu Chúa và tôi cũng yêu tha nhân. Những anh em đến bờ biển là con cái của Chúa, tôi không muốn họ bị tiết chân. Anh chị em có dám làm điều đó không? Anh chị em có đưa đôi tay anh chị em, hay cho anh chị em thiếu cảm thông khi một người đau khổ, khi một người phạm tội, hay khi một người yếu đuối, chúng ta có cầu nguyện cho họ không? Chúng ta có thương yêu họ,
như trong câu chuyện mà thánh Luca tường thuật, như người nước Samaritan không? Chúng ta có dừng lại khi thấy một người nghèo đói nào đó, hỏi họ có muốn ăn, có đói không, mua cho họ một miếng nước, cây bột trên cơm không? Hay chúng ta chỉ đi như trong câu chuyện mà chúng ta đã nghe, hai người biết luật nhưng không giữ luật? Vậy luật của Thiên Chúa là gì? Luật của Thiên Chúa là luật yêu thương anh chị em. Chúng ta chịu pháp lửa tội, luật đó đã khắc trong trái tim của anh chị em chúng ta rồi. Luật đó đã được khắc lên trên môi miệng chúng ta rồi. Hãy chứng xung đức tin bằng đời sống, hành động để nói lên rằng chúng ta đang có Chúa chăm sống cho chúng ta. Ai yêu thương thì ở đó có Chúa, ở đâu có yêu thương ở đó có Chúa. Hãy mang Chúa về trong nhà mình, giữa vợ chồng, giữa anh em, giữa hội đoàn, giữa làng xóm, để Chúa Giêsu luôn sống giữa chúng ta và tình yêu của Ngài được lan tỏa bất cứ nơi nào. Ở đâu có người Công Giáo, ở đó có Trái Tim Chúa Giêsu. Amen.